Chị dạy su nào su sang là chị giúp chị nhá. Đặt một miếng phô mai lên trên đúng không? Xong mình lại đặt tiếp một miếng bít tết lên trên này. Xong đặt tiếp một miếng vỏ lên trên này. Đấy. Cái này mình cắt cho nó đỡ mất vệ sinh. Đấy. Xong rồi đấy, thành một cái hamburger cho em. Thấy chưa? Ngô về cái bánh bao về nhà má. Đây, ngô luộc đi, ngô về mà luộc. Đâu? Đấy. Ui, ngon đấy. Ừ, ngon mà. Chị bảo rồi, hàng là chị ngon vô cùng luôn. Sư Nhan, à? Đi sư đi à? Dạ. Ồ, chị dạo này làm thêm ở đây. Em mua gì? Dạ, em mua một... chị có bán hamburger ấy. Ừ, chị bán hamburger ăn thì... Ui, hamburger thì chị ngon lắm ấy. Cho em thử một cái. Cho em thử một cái nhá. Trời ơi, em chị thề với em nhá. Chưa ai làm hamburger ngon như nhà chị đâu. Rất là ngon luôn, đảm bảo với em á. Ăn xong mà không bao giờ quên được luôn. Đấy, ngon không, ngon không? Đây là bánh mì này chị tự làm nhá, xong chị nướng này, phô mai này cũng thế hết và cả nhân cũng thế. Cứ ngọt ngọt. Đúng rồi, em cứ mua thì chị là nhất mà. Không. Ngon đúng không? Trời ơi, ngon lắm ấy. Có mua về cho bố mẹ không? Em á? Ừ. Mua cho bố mẹ nhá. Cứ mua mấy cái thì chị còn làm một thể luôn. Hai. Trời ơi, mua nhiều, mua được có hai cái à. Hai cái em mang về cho bố mẹ của em. Trời ơi, hôm nay chị đang khuyến mại. Có biết khuyến mại gì không? Mua một tặng một tính tiền hai. Mua đi nhá. Em mua đi, em mua. Ừ đây, chị cho mượn cái đĩa luôn, mua hai cái. Chú hoa quả đi. Ủa, hoa quả ngon lắm, vào mà xem nhanh hết. Trời ơi, hoa quả chị tươi cực, chị tự trồng đấy. Chị trồng ở đằng sau nhà chị, em nhìn thấy không? Em nhìn thấy rồi, cây của nhà chị to. Đúng rồi, cây nhà chị to cực kỳ luôn. Mua hai cái mà phải. Này, mua bốn cái nhá. Mua bốn cái hamburger đi. Nhất. Ừ, trời ơi, hamburger nhà chị ngon, ôi là ngon luôn ý. Trời ơi, thích quả gì, thích ăn quả gì. Nào em mua quả gì nào? Cứ mua quả gì? Đây. Nho đi, mua nho đi. Nho này á. Đây, nho. Em mua rồi. À mua nho rồi đúng không? Ừ được rồi. Ủa nho này ngọt lắm ấy, về mà ăn na chứ quên sầu luôn. Na nữa đúng rồi. Cà rốt nữa. Ừ cà rốt tôi mua đi. Ủa nhà chị nhiều lắm ấy. Quả đấy quả hút đắng ấy, quả này nhá mà về em xay lên uống mát mát cực kỳ luôn. Ừ. Ừ, dứa này mà ép nước hoa quả uống không được vui da không gọi là đẹp lưới. Mua đi nhiều lắm. Quả ớt xanh à? Đây quả ớt xanh đây. Quả ớt xanh này về xào thịt bò thì là nhất em luôn ấy. Mà này sao nay mẹ đi đâu, mẹ tự đi siêu thị thế? Mẹ em mà nhờ em đi siêu thị. À thế à? Đi vào trong đi, đi vào trong đi, còn nhiều lắm. Mua cả rau cũng đi. Trời ơi, hai ngày chị buổi sáng nay mới vặn được, giờ về xong ấy là tươi cực kỳ luôn. Ui em nhìn, em nhìn quả nó tươi ngon này mà đúng không? Đúng rồi. Ôi, ngon lắm mẹ này. Ừ, trời ơi các em nhìn này. Xu nhìn được, dứa nó mọng như thế này cơ mà. Dứa này ngon lắm. Xoài xoài xoài. Ừ, em mua. Chú số thích ăn xoài đúng không? Vâng. À, xoài nhà chị nhớ, xoài này ngọt cực kỳ luôn đấy. Xoài nhà em nên mua toàn đúng ăn đều thôi. Nên là vị chua đúng không? Trời ơi, ăn xoài nhà chị đi. Đúng rồi. Ừ, ăn đi đảm bảo á, em sẽ lần sau chị có một cửa hàng nhà chị mà mua thôi. Ừ, gà nữa. Có thịt gà. Ôi gà nhà chị á, à, chị tự trồng nhá, sáng nào chị ngủ dậy á, à, chị cũng phải ăn à, nhầm. Rồi ôi, bán hàng nhiều, gà nhà chị nuôi nhá, sáng nào chị cũng cho nó ăn gạo đấy. Yên tâm đi nhá, cái ngon lắm ấy. Quả này quả hồng xiêm em. À, em ăn rồi đó. Em muốn bánh gà nữa. Bánh bao. Ừ, ô, cái anh. Này em ơi, em nhẹ tay giúp chị cái. Ồ, nhà chị á, à, nó nhẹ bao. Đúng rồi, bánh bao đấy. Ngô về cái bánh bao về nhà má. Này, ngô luộc đi, ngô về mà luộc. Đâu? Đấy. Ui, ngon đấy. Ừ, ngon mà. Chị bảo rồi, hàng là chị ngon vô cùng luôn. Em mua thêm một quả bánh bao nữa nhá. Quả gì nữa? Ừ, em ơi, ngô. Ui, ngô à? Ngô này mà về chiên bơ thì em ăn nhất quả lắm luôn. Ố, sao quả ba? Sao quả bơ gì mà to đấy? Ố, đây là quả la em. Ôi, na này to lắm ấy. Na này nhà chị trồng á, đầu mùa nó to thế đấy. Còn mấy quả này là giữa mùa nó hơi bé. Ừ. Được chưa, có mua quả gì nữa không? Hôm nay vớ được xu là chị hên lắm ấy. Từ lần sau á, xu chị có ra mở hàng giúp chị nhá. Dạ, em biết rồi. Đấy, em thấy không, nhà chị đã bán đủ các thể loại luôn. Rau nào cũng ngon, cũng tươi nhá. Em mua một loại chuối nhỏ. Ừ đấy, trời ơi, chuối này có biết là chuối rừng trứng lúc. Đấy, ở Nam Định đây, chị về tận nơi lấy luôn. Em nhìn này, đấy, nó căng mặn như này mà. Chị nói thế, chị mua hàng thật đấy. Nào, xong chưa ra chị thanh toán.
Ừ. Sủng tướng đây hên quá à. Ngày nào cũng gặp một con bé mà con bé siêu nhân thì không phải nhận hắn hàng nhanh hết luôn. Mình sẽ được đi chơi sớm. Nhiều lắm kìa. Rồi em đẩy ra đằng trước này đi. Đẩy này lên trước, đẩy về trước, chị thêm toán cho. Cảm ơn, rồi để đây nhá. Đây ạ. Ôi, em đặt đến đây, em đặt đến đây để cho xem em lấy những quả gì nào. Một khách sổ. Mày mua rất nhiều đúng không? Này, nhà em có cỗ sao mà mua nhiều đồ thế? Vâng. Ôi, thế nào? Ôi, lần sau là ra đây mua cho chị nhá, biết chị bán ở đây rồi đúng không? Vâng. Nhớ phải ra mua cho chị đấy, để ủng hộ chị rồi sao, chị em chơi với nhau bao lâu rồi. Mà há công nhận em giỏi nhờ mẹ em. Nhiều lắm quá đấy. Ừ, ngồi cứ cho xuống đây thì chị gọi đúng không? Mẹ em này nhà nhờ. Này á, mẹ em nhờ được hết em rồi đúng không? Chị phải công nhận thương nhân khéo thật đấy. Rồi. Chị yêu hôm nay em đắp chị à. Ừ, hôm nay là giúp chị nè. Này, nhớ này chị cho mượn cái xe đẩy mà đẩy về nhá. Ừ. Thế cái này để mình tính thôi. Chị tính tiền nhá. Mở ra rồi. Đây này, em mua 5 cái bao đúng không? 25.000. Cho cả bao. Ba quả này, hai quả này với 5.000 nữa là 30.000. Rồi một cái bắp ngô, hai cái bắp ngô là 50.000. Con gà này á, 150 là 200. Chị có thắng 150 rồi đúng không? 160, 170, 180, 190. Ui này, đào gì mọng chưa? 200. Riêng để chị cái tăng này mà 201. 3 quả xoài là 50.000, nữa là 260. Ui 170. Cái này 30.000 nữa là 300. Là 300 đúng không? Cái nải chuối là chị lấy cho em 20.000 thôi, 320 là đi 340, 350, 360. Em giữ thịt gà thì bình thường chị bán 39.000. Tiện em này chị bán 40.000, anh 400 đúng không? Hamburger thì mua 1 tặng 1 đúng không? Tính tiền 2 đúng không? 4 cái 25.000 một cái. Đây là 4 cái là 100 nữa đúng không? Mà này kèm gì thôi, 400.000 nhá. Lại 400.000 đấy. Nhớ chưa? Thế hôm nay đi chơi có phải về sớm không? Sớm. Về sớm gì ngồi chơi, chị đi ăn đi, ăn đi ngon lắm đấy. Ôi giời ơi, cái này chị ăn ngon thật. Em nhìn ở đấy chị còn công phu hai màu luôn. Đúng không? Đúng không? Ai ngọt thì có. Chị ăn phải ăn là sao mãi mỹ học đấy. Ừ. Nhưng là ăn hoàn toàn khác đúng không? Đấy. Con của chị dẻo lắm. Ôi, hamburger chị dẻo lắm. Con đang đi học về sớm đấy à? Nhớ. Chị hôm nay mẹ ốm, ra đây bán thay mẹ. Còn đâu chỉ cuối tuần chị mới bán thôi. Mẹ chị bán ở đây. Và sau chị có ra đây mua cho chị nhé. Xong giới thiệu với bạn bè em nhiều vào. Thấy chưa, mà vì đồ chị bán đồ ngon thôi. Ừ, ăn đi ăn đi ăn đi. Ăn xong ra ở đây chỗ kia. Của nhà em á, gần nhà em á. Có khu vui chơi á. Ờ à, thế à, này. Trời ơi, khuyến mại cho em trứng nho. Ê, chị bán hạt rất là sông xanh đúng không? 400.000 được đây rồi, là bao nhiêu nữa? Dạo này nhìn sushi lớn vậy. Ui, lâu ngày gặp dạo chị bận lắm. Ngon đúng không? Em cảm nghĩ của em cái hamburger của chị thế nào? Không. Đúng không? Ngon đúng không? Sao ăn chị? À, cái gì vậy? Em nó bị thừa ra tí đấy. Ngon không? Ngon không? Ngon cực kỳ luôn đấy. Toàn chị tự làm thôi. Hôm nào cũng thức đến là khuya để làm đấy. Còn mẹ chị đi bán. Trời. Thế chị vất vả không? Thương không? Kẹp gì ấy? À, cái này để kẹp bánh mà như này này kẹp. Đây nha, đây là một miếng bánh mì đúng không? Chị dạy su hôm nào su sang là chị giúp chị nha. Đặt một miếng phô mai lên trên đúng không? Xong mình lại đặt tiếp một miếng bít tết lên trên này. Xong đặt tiếp một miếng vỏ lên trên này. Đấy. Cái này mình cắt cho nó đỡ mất vệ sinh. Đấy. Xong rồi đấy, thành một cái hamburger cho em. Thấy chưa? Đấy rồi. Kẹp không? Kẹp không? Nhờ. Đấy, lần sau á, ăn sáng ra đây mà mua cho chị nhá. Đây nè, đây
Ủa mà này, chơi thế thôi trả tiền đi chứ hả? Trả gì cái tiền? Ô này, hỏng đồ ăn của chị đi. Thế nào, em trả tiền đi chứ, từ nãy luyến tiếc mãi nói phải trả tiền chị đi chứ. Em là cái tiền. Ô, thế mẹ em cho em đi chợ, em không có tiền thì sao? Làm gì có chuyện đấy? Về, trả lại hết đồ người ta đây. Ơ, bận nào, đi vào siêu thị xong rồi mua không có tiền. Ô mà này, ăn hai cái bánh hamburger rồi đấy nhá. Trả tiền đi chứ. Trả tiền chị đi. Không có trả tiền. Thôi em đi về nào. Con bé này. Ơ, cái con bé này, mình tưởng nó mua một đống như này, thăm thỏ bán cho nó khuyến mại cho nó. Bây giờ nó ăn xong nó đi về à? Lần sau á, kèm mặt con siêu nhân này ra. Tục thật đi, mới sáng ra bán hàng đã bị như thế rồi. Còn nó tối mà ăn hai cái hamburger. Ngày tí mình nói đến nam với mẹ mình bây giờ. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình.